Vì loài ra thêm lề nhằm bênh vực và lên tiếng thay
đáng của họ bị cướp đoạt. Từ nào ngày nay còn là lựa chọn và cũng từ được những cám dỗ lôi cuốn hấp dẫn để đục lời cá nhân, an thân, ăn nên ngồi được, ham quyền cổ vị hay chạy đua những dục vọng dâm mô, khát vọng bất chính, sống đạt tàn, phòng đáng. Khi hưởng từ những thứ đó, chúng ta được mời gọi để sống một cuộc sống công minh chính đại, sống tinh thần phục vụ vô vì đời theo lời mời gọi của Chúa và chúc mừng của Ngài. Như vậy, cùng một lời mời gọi hết thành, chung một ý tưởng hoàn thiện, nhưng mỗi thời đại, chúng ta được thúc đẩy thể hiện niềm tin của mình bằng một cung cách nhau. Đó là ý nghĩa chính yếu trong việc mừng kỷ Đạo Thánh Từ Đạo hôm nay. Với tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn cùng chốt sẵn tham dự thánh lễ. Mời các đoàn hát ca nhận lễ. Cầu làm cho hoa sinh lễ mẹ của anh Hiếu
yếu ban truyền thông, xin cho các mộ của bà được thành công tốt đẹp, xin cha và cộng đoàn đều ý cầu nguyện. Con là Giuse Nguyễn Kinh Thiện, xin lễ cho linh hồn cha và mẹ và anh trai và hai em và những người thân của con với các linh hồn mồ côi và thai nhi. Con xin lễ cho bố là linh hồn Phêrô trong kẻ lễ dỗ, xin cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Con Maria xin lễ cầu bình an cho gia đình, cho vợ chồng đi làm ăn xa được bình an, và cầu cho các linh hồn ông bà tổ tiên vượt ngoài. Con xin lễ cầu nguyện cho linh hồn em và linh hồn Marta. Vợ chồng con xin lễ cầu nguyện cho linh hồn ba là Phêrô và các linh hồn ông bà anh chị em trong tổ tiên. Vợ chồng con hôm nay xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, linh hồn tổ tiên, ông bà vượt ngoài và những người đau khổ nghèo khổ. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của chúng ta, xin Chúa đón nhận và ban cho chúng ta những ơn cần thiết, và chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên ông bà vượt ngoài, xin Chúa cho các linh hồn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Anh chị em chúng ta hãy nhìn lên tôi ơi, chúng ta để sư ca cử hành bầu yêu thương. Tôi có nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thank you.
dùng biết thêm dân mầm xuân để hạt giống được tin trổ sinh hoa trái rồi đào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyên cầu cho chúng con biết noi gương các ngài tên ai luôn tâm làm đạo chân cho Chúa và chung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Jesus Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về hồi sống và hiệp trì cùng Chúa hiện nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bảy anh em và người mẹ đang làm nhiều hình khổ và nhiều việc để làm chứng cho Chúa vì tin chắc sẽ được sống lại hưởng phước muôn đời. Đó là nội dung bài đọc sau đây, kính mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Trích sách Mikabe quyển thứ hai. Hồi ấy có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ vua Antiochu cho cởi roi và đập bỏ và đánh họ để bắt bỏ ăn thịt heo là thức ăn luật Môsê cấm. Bà mẹ là người đất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết rồi trong có một ngày. Thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ nhận trong cậy hoặc đặt mà bà đưa Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con, mẹ không lo các con đã thành hình trong lòng mẹ khi nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho một người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã đặt đúc lên loài người và đã sáng tạo một cộng muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người luôn hơn hẳn thân mình. Bà nói với các người con út, con ơi, con hãy thương mẹ. Chính tháng tu năm, ba năm cũ mờ, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này thôi đầu. Mẹ xin con hãy xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô. Và người loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tạo sợ tên tao phụ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Chúa đã quyết định.
của Roma cho thầy giặc kính của thầy nhân. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng và không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Kính mời đồng đoàn cùng lắng nghe. Đã phong 117 vị các
lên thảo triển khai. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo là những người là tổ tiên của chúng ta đã làm chứng cho đức tin, cho đời sống đức tin này, và các ngài đã cam lòng chịu chết, không chối bỏ đạo Thánh Chúa. Chúng ta biết rằng đạo Công giáo chúng ta bị bách hại từ thời vua Minh Mạng, từ Đức Thiệu Trị, đó là những cái thời gian bị bách hại nặng nề. Thì họ dùng nhiều những phương cách, tức là họ để tên thánh giá ở đây. Thế rồi thì những người mà chối đạo thì bước qua tên thánh giá. Bước qua tên thánh giá thì được bình yên. Nhưng những người mà không bước qua thánh giá, tức là một cái dấu hiệu để mà chối đạo, thì những người đó đã bị giam, đã bị xử mắng, xử giáo, xử trảm. Tức là rất nhiều những hình thức, anh chị em ạ. Tức là tùng xẻo cũng có, người chém đầu cũng có, người để cho thú dữ ăn cũng có. Thế rồi thì người ta buộc dây thòng lọc hai bên, người ta kéo để cho các người Kitô hữu phải chết. Tức là nhiều những cái hình thức khác nhau. Và ở trong đó thì có một vị thánh nữ, đó là thánh Anna Lê Thị Thành, là một vị thánh nữ khoảng chừng đã gần 60 tuổi rồi. Tức là ngài bị cho rắn độc để cho vào trong quần. Và những người con mà đến thăm người mẹ bị rắn độc cắn thì máu loang đổ ở trên quần, thì con cái buồn và khóc. Nhưng thánh Anna Lê Thị Thành nói với các con, các con là mẹ mặc quần áo hoa hồng đấy, tức là những cái vết máu mà bị rắn độc nó cắn. Chúng ta thấy các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta rất can trường. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với anh chị em, 2019 cháu có dịp đi Hàn Quốc và đi thăm viếng các thánh tử đạo Hàn Quốc. Thế thì ngoài những cái tùng xẻo, những cái bị chém đầu, những cái hành hạ đó, các thánh tử đạo ở Hàn Quốc còn một cái hình phạt như thế này. Tức là họ nướng cái than hồng, rồi là người Kitô hữu, nếu anh tuyên xưng tôi là người Kitô hữu thì anh há mồm ra và họ cho cái than hồng vào miệng của chúng ta. Anh chị em thân mến, cho thấy cái hình ảnh ở bên Hàn Quốc, các thánh tử đạo thì các thánh tử đạo rất là anh hùng. Tôi là người Công giáo há miệng ra và cho cái than hồng vào trong miệng. Anh chị em thân mến, chúng ta thấy những cái hình ảnh mà các thánh tử đạo ở Việt Nam cũng như các thánh tử đạo Trung Quốc cũng như các thánh tử đạo Hàn Quốc rất là anh hùng, rất là anh dũng khi chúng ta tuyên sự tin. Để chúng ta thấy rằng mẫu các thánh tử đạo Việt Nam đó là sinh ra những hạt giống đức tin, những Kitô hữu, và chúng ta biết rằng có Thiên Chúa, có chân lý, cho nên các ngài mới dám hy sinh cái mạng sống mình để làm chứng cho cái tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rằng vua quan bách hại và kêu các ngài bây giờ hãy giả vờ chối Chúa đi, rồi bước qua thánh giá. Thế rồi thì có người thì khiêng những cái tôi hữu đó, thì các vị đã co chân lại. Rồi có những người nói là giả vờ bước qua thánh giá đi để chúng ta được sống. Đó là những cái cám dỗ rất là tinh vi, nhưng các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta đã không bao giờ làm những điều trái ngược. Bởi vì các ngài nói chúng tôi là những người mà tuyên xưng cái niềm tin vào Thiên Chúa, tôn thờ thánh giá. Vậy làm sao để chúng tôi có thể bước qua thánh giá được mà chúng tôi tôn thờ? Rồi các thánh là những người mà đi rao giảng thì nói là chúng tôi là người đi rao giảng Chúa Kitô, làm sao để chúng ta này có thể bước qua cái thánh giá mà chúng tôi tôn thờ được? Cho nên các ngài đã dâng cho vô quan những cái bài học về chân lý, về Thiên Chúa, có Thiên Chúa, có Chúa Giêsu là những cứu độ chúng ta tôn thờ. Tại sao chúng ta lại phải bỏ
anh chị thân mến, chúng ta vừa mới nhìn lại trong cái hành trình của các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta bị cách lại có nhiều những cái hình thức, và chúng ta thử nhìn ngày hôm nay ở trên đường Việt Nam chúng ta cũng có nhiều anh chị em chúng ta không thể tự đạo. Bây giờ cha chỉ để ý, cha chỉ chia sẻ với chị em một cái điều này của chúng ta để lại. Cha thấy có nhiều anh chị em họ có bằng cấp, nhưng khi đi xin việc thì người ta thấy cái lý lịch của mình là người công giáo, cho nên không được vào làm cái việc này, không được làm cái việc kia. Có một thời gian cách đây 30 năm, 40 năm ngày trước, những anh chị em công giáo chúng ta xin việc rất khó. Rồi có những anh chị em thì đi vào lĩnh để mà làm, đi theo những người phục vụ thì chỉ lên được chức đại tá thôi, không được chức tướng được. Bởi vì cái lý lịch của anh ta đó là người công giáo, bởi vì chỉ được làm được người cha, mà có mấy người chỉ lên được làm chức tá thôi, sau đó mới về hưu. Rồi biết bao nhiêu anh chị em đã lý lịch mình là người công giáo, cho nên mình không, cho nên họ không cho, không cho là cao hơn. Anh chị em thân mến, bài phúc hôm nay Chúa Giêsu dạy cho chúng ta, ai muốn theo Chúa Giêsu phải từ bỏ chính mình, bắt thật ra mình hàng ngày làm theo. Thế thì thăm giá của Chúa Giêsu đó là những cái tình yêu, những khó khăn trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn vững lòng tin theo Chúa, mặc dù trong đời sống thì bách hại, thì khó khăn, nhưng chúng ta không chối bỏ tin. Đó là cái thật giá và Chúa Giêsu bày tỏ. Khi chúng ta bước, khi chúng ta phát thật giá lên ngôi Chúa, thì chúng ta phải đón nhận tất cả những cái hy sinh đó. Tất cả những hy sinh đó chúng ta có thể thấy chúng ta là thiệt thòi, nhưng chúng ta sẽ cứ tận thử lần lâu mà Thiên Chúa sẽ tặng cho chúng ta ở trên trời, giống như các thánh tử đạo Việt Nam. Anh chị em thân mến, các thánh tử đạo Việt Nam chúng ta đã được về trời, và qua bài đọc một sách Khải Huyền, thánh gia tông đồ nói cho chúng ta biết ngài có một đoàn người lớn lao ở trên trời, không thể đến được, thuộc mọi chi tộc, thuộc mọi nước, mọi dân, mọi ngôn ngữ. Các ngài đã được giặt áo trong máu ân chiên, tức là đã đổ máu mình ra để làm chứng cho đức tin này, và Chúa đã thưởng cho các ngài ở trên trời. Anh chị thân mến, ngày hôm nay đối với mỗi người chúng ta, chắc thấy chúng ta là những người theo gương các thánh tử đạo. Mặc dù chúng ta rời khỏi Việt Nam, chúng ta đến Đài Loan để tham cầu, nhưng chúng ta vẫn giữ được cái đức tin, cái lòng yêu mến Thiên Chúa, cái tâm tình của người Kitô hữu. Cho nên chúng ta dự thánh lễ, chúng ta ca hát, chúng ta cầu nguyện, đó là chúng ta làm chứng cho Chúa ở giữa đất Đài Loan này. Cho nên chúng ta cũng là những cái vị mà chứng nhân của Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta không phải đổ máu như các thánh tử đạo Việt Nam, nhưng chúng ta là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Khi chúng ta ca hát, khi chúng ta tham dự thánh lễ, khi chúng ta giữ vững Chúa, khi chúng ta làm người Kitô hữu, thì chúng ta đang là những chứng nhân sống động của Thiên Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa qua lời cầu nguyện của các thánh tử đạo Việt Nam, ban cho mỗi người chúng ta có được sức khỏe tốt, có được lòng nhiệt tình, lòng yêu mến Chúa, để chúng ta bước vươn trong dù mọi hoàn cảnh nào, chúng ta cũng làm chứng cho tình yêu của Chúa. Một ngày nào đó, Thiên Chúa hỏi chúng ta, Thiên Chúa cũng cho chúng ta được hạnh phúc nước trời, giống như các thánh tử đạo Việt Nam. Xin thỉnh được. Thank you.
xin cũng thương chấp nhận mùa lễ tiên dân đây và làm cho chúng con trở nên mùa lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thông phần mình vào máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa.
Kitô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin lạy Đức Chúa là các linh hồn thưa Lord của Phật Na, các linh hồn ông bà tử hoài, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi mà Chúa đã gọi ra ngoài đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điều hy vọng sống lại và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo vệ ánh sáng của ngài Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Chính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trong năm Đức Chính Đức, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Lúc này Chúa kêu thế và thắp thế với người dạy chúng ta giáng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha kỳ lên, vì Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha thứ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin ban thương cho những ngày chúng con đã sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng của phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho các tông đồ rằng Thầy đưa lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhiệt liệt đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin loan thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và yêu trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Chúa của anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha.